Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Máy ảnh Lý Biêu. Kênh YouTube này lập ra với mục đích hướng dẫn các bạn về sử dụng máy ảnh, đặc biệt đối với các bạn mới tập chơi. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều bạn bè, nhằm mục đích giúp cho cộng đồng yêu thích bộ môn nhiếp ảnh ngày một phát triển. Mình cũng xin giới thiệu Máy ảnh Lý Biêu là một kênh bán hàng uy tín và chuyên nghiệp. Shop mình bán nhiều máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh phim và phụ kiện máy ảnh. Đến với shop Lý Biêu, các bạn có thể tha hồ lựa chọn nhiều và rất nhiều máy ảnh nhé. Các kênh bán hàng của mình có để theo đường link trong phần mô tả. Hy vọng các bạn sẽ yêu mến mình và nhớ follow mình nhé. Ok, hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel của Máy ảnh Lý Biêu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng chiếc máy ảnh này nha. Trên tay mình đây là chiếc máy ảnh Olympus Mizu 2 La Mã. Tên nó đây nha, Olympus Mizu 2 La Mã. Trên thị trường nó sẽ có hai dòng. Đây là Olympus Mizu nhưng mà một La Mã, là đời 1, con này là đời 2 nha. Thì cái con đời 1 sẽ rẻ tiền hơn và con đời 2 sẽ mắc tiền hơn nha. Thì đây là chiếc máy ảnh chụp bằng phim á. Chụp bằng phim tức là các bạn sẽ phải mua những cái cuộn phim như thế này nè. Các bạn gắn vào cái máy ảnh này các bạn chụp. Cái máy này không phải là máy kỹ thuật số nha, không phải dùng thẻ nhớ. Thì cái này gọi là tập chơi máy phim á, thì mình có những cái bài, những cái clip hướng dẫn nói về tập chơi máy phim. Nếu như các bạn nào chưa biết về chơi máy phim là gì á, thì các bạn xem clip đó giúp mình nha. Thì đây là một trong những chiếc máy ảnh mà khá là xịn sò, khá là sang chảnh và cũng như là mắc tiền của hãng Olympus. Mà cái thời mà máy phim á, máy phim mà gọi là cái dòng máy như thế này gọi là dòng máy compact và dòng máy du lịch ha nha. Thì chiếc máy này á, là nó có sở hữu cái ống kính của nó là Olympus 35mm f2.8 nè. Thì cái máy này nó có gọi là lock aperture, tức là cái khẩu độ rất là lớn, f2.8 nha. F2.8. Máy thì rất là nhỏ gọn nha. Máy nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay thôi, thiết kế khá là sang trọng, khá là thời trang, khá là đẹp, nắp trượt luôn. Thì đây là một trong những dòng máy được đánh giá rất là cao của hãng Olympus. Mà chiếc máy ảnh này thì rất nhiều người rất là mơ ước muốn được sở hữu nó. Bởi vì nó chụp ảnh rất là chất lượng và dòng máy là sang trọng, mắc tiền, cũng như là cao cấp của hãng Olympus. Rồi đối với cái máy này thì các bạn muốn gắn pin thì ở đây nha, các bạn gạt đây nè, có chữ open nè, các bạn gạt vào đây nè. Thì viên pin nó như thế này. Cái pin này có tên gọi là pin, có cái tên gọi là CR123, hoặc là trên mạng đó, các bạn tìm là CR123A, nó đều giống nhau ha. CR123 hoặc là 123A. Thì cái pin này thì nó có hai loại pin, là pin cái pin là không có sạc được và pin sạc được. Đây là cái viên pin mà sạc được, nó giống như thế này ha. Nó có ký hiệu ampere giờ đây nè. Thì nếu như các bạn chụp ít thì các bạn có thể mua pin này. Pin này tức là cái pin mình chụp xong mình bỏ. Còn cái pin này là sạc được, tức là khi mình chụp hết pin á, mình sử dụng hết pin á, thì mình sẽ cắm vào một cái đế sạc để mình sạc và ngày hôm sau mình sử dụng tiếp. Giống như là mình sạc điện thoại đó, pin sạc là nó ý là như vậy nha. Rồi các bạn muốn gắn pin vào thì trong đây nó có dấu cộng dấu trừ nha. Trên viên pin nó cũng có dấu cộng dấu trừ, các bạn gắn như thế này là đúng nè. Dấu cộng các bạn cho nó lên trên ha. Rồi sau đó các bạn đóng nắp lại như thế này. Rồi các bạn muốn mở nắp, cái nắp để mà gắn phim vào, các bạn đây là gạt lên trên như thế này nha. Đây là bên trong của máy và nó như thế này. Đối với cái máy này các bạn muốn gắn cái cuộn phim này vào bên trong máy này á, thì mình sẽ cầm như thế này ha. Các bạn cầm như thế này nè, các bạn gạt đưa đây nè. Đó, các bạn để đây nha, bạn đậy lại. Thì trên kênh của mình có một cái clip hướng dẫn về gọi là tập chơi máy phim, cái bài gọi là gắn phim cho máy BNS nha. Thì cái máy này gọi là cái máy BNS, thì gắn phim như thế nào thì các bạn xem clip đó giúp mình. Thì trong cái clip này mình hướng dẫn sử dụng máy này thôi, mình không có nói về cách gắn phim. Rồi các bạn sẽ đậy nắp như thế này. Rồi khi mà đã có pin rồi các bạn gạt như thế này ha. Đó. Rồi sẵn đây mình nói thêm luôn là cái chơi máy phim này thì nó cầu kỳ hơn máy ảnh kỹ thuật số, và nó yêu cầu các bạn cần phải am hiểu về chơi máy phim là gì á. Do đó thì các bạn nào mà mới tập chơi chưa có am hiểu gì hết á, thì các bạn nhớ tìm hiểu thêm một số cái clip về chơi máy phim, cũng như là gắn phim vào trong cái máy này, cũng như là sử dụng máy này nha. Thì khi mà nếu mà các bạn là cái người mới tập chơi á, thì khi mà các bạn nhận được những chiếc máy phim như thế này, các bạn cầm trên tay đó, thì các bạn hãy test chụp nó, các bạn sử dụng nó sơ lược. Nói chung là các bạn phải hiểu về chiếc máy, hiểu những chức năng của máy này,
thì sau đó các bạn hãy gắn phim vào các bạn chụp thì nó sẽ ok, hiệu quả hơn. Bởi vì mình thấy có một số bạn không có am hiểu về máy ảnh, cái máy ảnh phim này nè, rồi các bạn cứ mua máy về các bạn cứ gắn phim vào các bạn chụp, thì chụp có lúc được lúc không, rồi chụp thế này thế nọ tùm lum hết, thì hóa ra thì những cái ảnh nó sẽ không có đẹp và nó bị lãng phí cái tiền, lãng phí tiền phim á. Thì mình gợi ý các bạn như thế nha. Rồi đối với cái máy này, khi mình gạt qua xong như thế này xong á, thì mình có thể bấm vào chụp đây nè là nó chụp ha. Này cái máy này như mình đã nói là nó là dòng cao cấp á, nó lấy nét rất là nhanh nha, mình bấm đây là nó chụp ra đó. Thì các bạn bấm chụp như thế này ha, các bạn bấm nhẹ nút chụp đây nè, bấm nhẹ nút chụp cho nó lấy nét, sau đó mình bấm luôn ha, đây nè. À, khi mà các bạn bấm về cái vật thể gần, ví dụ như mình bấm về cái bàn tay mình ha, từ đây là mình bấm về đây nè, thì nó không có chụp được, nó không có cho chụp. Lý do cái khoảng cách từ cái máy ảnh này tới cái bàn tay này nó gần quá, nó không có nằm trong cái phạm vi lấy nét của máy, nó sẽ không có chụp. Bây giờ mình hướng cái ống kính lên cái chỗ khác nha, mình hướng ống kính lên trên đây nè, mình chụp nè thì nó sẽ chụp. Nó là cái vấn đề thứ nhất. Rồi cái vấn đề thứ hai thì khi mà các bạn chụp, các bạn sẽ ngắm vào đây, cái view ngắm ha, cái này gọi cái view ngắm. Rồi khi mình chụp á, thì nó sẽ có những cái chế độ chụp về chỉnh về đèn LED ở đây ha. Mình bấm đây, đầu tiên cái màn hình nó như thế này á, là màn hình bình thường của nó, và cái chữ E này là cái báo số kiểu ảnh, số phim mình còn có thể chụp được nha. Ví dụ các bạn gắn vào đó, các bạn gắn cái cùng phim này nè vào trong máy này các bạn chụp á, thì nó sẽ lên số 1, số 2, số 3, mỗi lần mình bấm nó lên số 1, số 2, số 3 ha. Rồi ở đây là chỉnh về đèn LED nha, bạn bấm đây một cái là đèn LED có chế độ chống mắt đỏ nè, cái hình này là đèn LED có chế độ chống mắt đỏ nha. Mình bấm đây một cái nữa đó là tắt đèn LED. Mình bấm vào đây một cái nữa là chụp vào ban đêm, mình thấy cái hình mà có cái ngôi sao và cái mặt trăng đó là chụp vào ban đêm. Mình bấm đây là chụp vào ban đêm và có chế độ chống mắt đỏ. Mình bấm một cái nữa là trở về chế độ là auto bình thường nè, chế độ chống mắt đỏ nè, tắt đèn LED nè, chụp đèn LED vào ban đêm mà đây là vừa chụp ban đêm mà vừa có chế độ chống mắt đỏ, đây là tắt trở về chế độ bình thường. Rồi khi mình bấm chụp đây, mình mở ra mình bấm chụp cho bạn xem nè, đó nè. Rồi giờ mình đóng nắp này lại nha. Rồi cái máy này á, thì ở bên đây nó có nút này là chỉnh, mình bấm một cái nha, mình bấm cái nó xuất hiện cái hình cái này với cái này nè, hình cái đồng hồ tròn tròn với cái này đó. Thì cái đồng hồ tròn tròn này gọi là chụp hẹn giờ ha. Chụp hẹn giờ là khi mình bấm nút chụp thì 10 giây sau nó sẽ chụp. Bây giờ ví dụ mình chuyển qua chế độ hẹn giờ, mình mở lên nè, mở chế độ hẹn giờ nè, mình bấm nút chụp nè, thì cái đèn này nó sáng và 10 giây sau nó đợi 10, mình đợi 10 giây sau nó sẽ chụp nha. Bây giờ mình cứ đợi đi. Rồi nó chớp chớp nha, nó chuẩn bị chụp nè. Rồi nó chụp xong rồi đó nha. Cái đó là chế độ chụp hẹn giờ ha. Khi mình chụp hẹn giờ xong mình bấm nó chuyển về chế độ bình thường lại ha. Mình muốn chụp nữa mà chế độ hẹn giờ mình bấm đây ha. Thì chế độ hẹn giờ mình vừa hướng dẫn các bạn rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái hình cái bên nè. Cái hình cái bên nó có cái tia chớp đó đó, gọi là chụp bằng cái remote. Thì cái máy ảnh này nó sẽ có cái remote kèm theo như thế này. Thì mình giải thích luôn là bạn nào may mắn mình mua máy được thì có cái máy này kèm theo cái remote. Bởi vì máy cũ có khi là nó có khi là không. Đối với các bạn nào mà mua mà có kèm cái remote này thì giá tiền người ta sẽ bán cao hơn một tí xíu. Còn nếu mà các bạn không có remote thì thường ta sẽ bán rẻ hơn ít trăm ngàn gì đó, vài trăm ngàn, nó tùy shop bán mình không biết nha. Nhưng mình chỉ hướng dẫn các bạn là cái cách mua hàng mà nó có remote hoặc là không remote như thế này. Rồi khi mình chuyển qua chế độ này đó là chụp remote điều khiển từ xa. Ví dụ như mình có cái remote đây nè. Và lưu ý các bạn cái remote này á, nó sẽ cần có pin ha. Ở đây nè, giờ mở đây nè. Mình mở ở đây nè, nó sẽ có cái viên pin trong đây nè. Nếu trường hợp cái máy các bạn mà không sử dụng được, các bạn có thể thay pin. Cái pin này có mã số là CR1220. Các bạn đọc trong đây nó sẽ có nha. Đọc trong này nó sẽ có cái mã số pin. Rồi bạn gắn úp viên pin xuống như thế này. Rồi mình gắn đậy cái nắp này lại.
Rồi bây giờ mình để cái máy đây ha, cái remote mình đứng từ xa nè, mình có thể đứng từ xa khoảng 10 15 mét để mình điều khiển cái máy được. Mình chuyển về chế độ remote xong bấm nè. Đó, nó chớp 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 cái này là chuẩn bị chụp nè. Đó, các bạn bấm ngay tít 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 nha, đây nè. Đó, rồi chụp điều khiển bằng từ xa nha. Rồi cái remote này á, thì thông thường người ta sẽ gắn đây nè. Người ta mở cái này ra, sau đó người ta để hai sợi dây vào trong đây. Rồi ta đóng nắp lại để mà nó như thế này, nó treo tàu tay như thế này nè, là cái remote để bảo quản nó và giữ nó như thế nha. Rồi. Đó là sử dụng remote, còn mình không sử dụng remote, bấm vào đây một cái thì nó tắt chế độ đó rồi, chế độ bình thường. Rồi ở đây có chữ mode này là chỉnh chỉnh về ngày giờ nha. Và đây là chỉnh cái đồng hồ, bây giờ mình bấm giữ mode này mình giữ đây nè. Thì nó xuất hiện đây nè. Xuất hiện đây là 9611 là tức là ngày 1 tháng 1 năm 1996. Mình đây là ngày 1 tháng 1 năm 1996 nè, nó cái thể loại cái ngày nó đứng trước hoặc đứng sau ha. Đây là giờ, giờ đây là 10 giờ 16 phút gì đó. Mình bấm đây cái chế độ bình thường là không có hiển thị ngày giờ. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh cái ngày và giờ trong cái đồng hồ này nha. Thì một số máy ảnh mà Olympus khác thì các bạn cũng có thể tìm hiểu qua cái clip này ha. Thì bây giờ đây là nó, mình bấm nút mode này nè. Bấm cái này là hiển thị là ngày 4 tháng 1 năm 96 nha. Bấm đây cái nữa là giờ. Bấm đây là không có chỉnh ngày giờ. Bây giờ mình muốn chỉnh ngày giờ mình bấm vào đây cái nha. Ví dụ đây là nó hiển thị ngược lại là ngày 1 tháng 4 năm 96 nè. Ví dụ vậy nha. Rồi các bạn giữ nút mode này, các bạn giữ lâu nha. Bấm giữ đây nè. Đó, mình giữ lâu khoảng 4 giây 5 giây bắt đầu nó sẽ cái số 96 là số 5 là nó sẽ chớp chớp như thế này ha. Nó chớp là nó đang cho phép mình chỉnh á. Bây giờ mình chỉnh lên là năm 9798 hoặc năm 2000, bấm đây nè. Đó. Thì ví dụ như bây giờ năm 2024 thì các bạn bấm lên tới 24 nha. Rồi 24 đó, rồi sau đó mình bấm nút mod cái nữa. Để chuyển qua đây là tháng đi, tháng thì bấm đây nè. Mình muốn tháng hay là gì đó mình bấm nó tới số 12 nó hết thì nó là tháng nha. Đó. Tháng 4 ha. Tháng 5 nè, tháng 6, tháng 7 nè. Ví dụ như cái tháng thì nó sẽ tới số 12 là nó hết hết tháng. Rồi tháng 12 nè, tháng 1 nè, đó. Rồi mình bấm mode cái nữa. Thì đó là ngày ha. Ngày thì nó sẽ tới ngày số 31 nó hết. Rồi ví dụ như bây giờ mình đang chỉnh là ngày 6 tháng 3 năm 2024 nha. Rồi xong nó cần bấm nút mode cái nữa thì nó chuyển qua là giờ. Đây giờ là mình muốn mấy giờ nè, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ này ha. Bấm vào đây cái nữa là phút nè. Đó. Thì cái này là mình vừa hướng dẫn các bạn chỉnh cái đồng hồ hiển thị cái ngày tháng và cái ngày giờ ở trên cái màn hình này nha. Sau khi chỉnh xong thì mình bấm nút mode cái nữa là xong, vậy là mình chỉnh xong rồi đó. Rồi cái máy này ở đây nó có cái này nè, cái này gọi là chỉnh gọi là tua phim về. Tức là cái cuộn phim khi mình chụp xong đó. Ví dụ cuộn phim này là mình mua là 36 ảnh ha, 36 kiểu nè. Mình chụp nó sẽ cái chữ E này nó sẽ đến số 36 và lúc đó nó sẽ hết phim. Và mình muốn tua về thì mình bấm vào đây. Rồi. Rồi khi mình bấm mình nghe tiếng kêu nó chạy đó, nó chạy là nó tua phim về ha. Khi mà nó tua xong á, thì nó sẽ nghe một cạch là nó hết. Khi mình nó chạy xong nó nghe cái cạch xong á, thì các bạn mở này ra là nó xong, mình lấy phim ra nha. Thì đó là cái hướng dẫn cơ bản. Rồi ở đây là chế độ chụp ảnh panorama ha, các bạn muốn chụp ảnh panorama thì các bạn thấy đây mũi tên là mình gạt lên nha. Gạt lên trên này là chuyển về chế độ chụp ảnh panorama. Ảnh panorama thì lúc đó nó sụp hai cái lá này xuống nó chụp cái ảnh khổ dài nha. Còn mình không muốn chụp pano thì mình chụp bình thường, đây là gạt, đây là chụp bình thường. Rồi đây là đóng đóng nắp lại là tắt máy. Rồi cơ bản thì cái máy này nó sẽ như thế, mình cũng đã hướng dẫn các bạn khá là đầy đủ về chiếc máy này rồi. Thì nếu như các bạn có sở hữu như chiếc máy ảnh này thì các bạn có thể trải nghiệm chiếc máy ảnh này nhé. Thì máy này là chiếc máy ảnh cũng khá là quý, khá là mắc tiền đó. Bạn nào có sở hữu được nó thì các bạn giữ gìn cẩn thận. Ok, cảm ơn các bạn vừa xem clip nha. Hy vọng đây là một cái clip bổ ích giúp các bạn hiểu hơn về sử dụng máy ảnh. Thì mình xin giới thiệu các bạn, mình tên là Máy ảnh Lý Bill. Hiện nay mình đang bán rất là nhiều máy ảnh trên kênh Facebook và trên Instagram cũng tên là Máy ảnh Lý Bill luôn nha. Thì đây là hai cái kênh của mình. Thì khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình những chiếc máy ảnh ưng ý đó thì các bạn có thể ghé vào những cái đường link mình đính kèm.
Thì bên mình là một cái đơn vị bán hàng rất là uy tín, rất là chuyên nghiệp. Mình có bán máy ảnh phim, máy ảnh kỹ thuật số và một số phụ kiện liên quan về máy ảnh. Thì mình cũng đã bán hơn 10 năm nay rồi. Khi các bạn có mua máy bên kênh của Lý Bill á, thì sẽ luôn luôn đính kèm đầy đủ các phụ kiện cho các bạn, gồm có máy, pin, sạc pin, thẻ nhớ, đầu đọc thẻ nhớ, dây đeo và clip hướng dẫn sử dụng. Thông qua cái kênh YouTube của mình á, thì các bạn có thể thấy được là cái cách làm việc uy tín và chuyên nghiệp của mình như thế nào. Ok, nếu như thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh. Cũng như các bạn nào đã từng mua máy ảnh trên kênh mình á, nếu thấy sự uy tín của mình á, các bạn nhớ thả một lời bình luận để cho kênh mình được phát triển hơn và các bạn đến sau có thể tin tưởng nhiều hơn. Trường hợp các bạn nào thấy được những đóng góp, những chia sẻ của mình hữu ích mà các bạn muốn tặng cho mình một ly cà phê thì các bạn có thể nhấn vào nút chức năng Super Thanks trên YouTube nhé. Ok, mình là máy ảnh Lý Bill. Các bạn nhớ follow kênh mình để biết thêm nhiều thông tin về máy ảnh nhé.